Chào mọi người nhé. Ngày hôm nay thì shop bên mình lại triển khai cái chương trình ưu đãi combo ưu đãi hạt giống với combo ưu đãi này thì các bạn sẽ sở với combo ưu đãi này thì chỉ với 190k thì các bạn đã sở hữu ngay cho mình 10 gói sản phẩm hạt giống chất lượng, và các bạn có thể lựa chọn nhiều dòng sản phẩm khác nhau, nhiều loại hạt giống khác nhau. Với dòng sản phẩm hạt giống bên mình thì tất cả các hạt giống đều là hạt giống của công ty. Do đó thì cái tỷ lệ nảy mầm của hạt giống từ 80% trở lên và độ sạch của sản phẩm là từ 90% trở lên. Tất cả các hạt giống trước và sau khi nhận hàng thì các bạn có thể kiểm tra hạt giống, thứ nhất là còn nguyên tem nguyên kiện và không có cái dấu hiệu là bị bóc hoặc là dở ra nhé. Ví dụ như những cái sản phẩm này rất là nguyên, và trên bao bì sản phẩm đều ghi thứ nhất là hạn sử dụng và ngày hết hạn. Tiếp đến là sẽ hướng dẫn cách gieo trồng và một vài cái thông số, ví dụ như là cả thời vụ trồng này, thời gian thu hoạch và khoảng cách trồng đó. Rất là chi tiết, trên sản phẩm thì đều ghi rất là chi tiết, mọi người có thể xem. Đó, ví dụ như là cái giống bầu sao Thái dài này thì tiêu chuẩn cơ sở của nó là 14-2-14 PE, độ ẩm là trên 10%, độ sạch là chỉ trên 98%, là rất là sạch nhé, sạch sạch. Tỷ lệ nảy mầm của nó là 78% và xuất xứ từ Ấn Độ. Giờ mình sẽ đi qua những cái mẫu các bạn có thể lựa chọn nhé. Chú ý là bạn nào mà đăng ký làm cộng tác viên này hoặc là đăng ký mua sỉ bên mình thì vui lòng inbox hoặc gọi điện trực tiếp đến số điện thoại hotline là 0374886977 để các bạn tư vấn, mà các bạn ấy sẽ hỗ trợ gửi cho các bạn là thứ nhất là hình ảnh sản phẩm này và báo giá chi tiết cho các bạn lấy sỉ nhé. Với combo ưu đãi hạt giống mùa COVID này thì chỉ với 190.000 thì các bạn sẽ sở hữu ngay 10 gói sản phẩm hạt giống khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ xem hàng nhé. Đầu tiên chúng ta có mẫu bầu sao Thái dài này, mình sẽ đi qua những cái mẫu đầu giá. Đậu đũa cao sản số 9 này, đậu đũa hoa sen này. Đó. Hạt giống dưa chuột nếp thơm này. Cải ngọt cộng xanh này. Mướp đắng này. Đậu đũa cao sản số 9 này. Hạt giống dâu đay này. Tất cả những cái dòng hạt giống này thì có sinh trưởng và phát triển rất là tốt và thời gian thu hoạch rất là nhanh. Tùy vào từng hạt giống, có những cái loại hạt giống ví dụ như cải đú thì có thể thu hoạch sau 25 đến 30 ngày sau khi chúng ta gieo trồng nhé. Đây là cải lan hoa vàng này. Tiếp đến này, chúng ta sẽ có mẫu dâu dền khoang này. Sung nông này. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có cải canh lá xẻ này. Đó. Bí ngọn siêu mập cao sản này. Hạt giống bí siêu ngọn. Vidistit. Bí đỏ siêu ngọn. Mansaki. Bí dền đỏ lá tròn và dền cơm. Đó. Bây giờ mình sẽ nhắc lại nhé, bởi vì là vừa like cho mọi người thì có một cuộc gọi điện nên là mình phải nghe. Giờ mình sẽ review lại những cái mặt hàng, những cái hạt giống để cho các bạn xem nhé. Gồm có này, rau dền cơm này, dền đỏ lá tròn này,
hạt giống bí hạt đậu này, bí đỏ siêu ngọn, dòng này để chúng ta trồng lấy rau nhé. Bí siêu ngọn cũng là trồng để lấy rau này. Bí ngọn siêu mập cao sản này cũng là dòng lấy rau nhé. Nó chỉ khác nhau thứ nhất là đơn vị sản xuất này và mã sản phẩm thôi. Còn chất lượng sản phẩm thì tùy, các bạn muốn trồng hạt giống trồng lấy hạt hoặc là các bạn trồng lấy rau thì các bạn xem báo mình để mình có thể là tư vấn cho các bạn chọn được cái giống phù hợp với nhu cầu của các bạn nhé. Cải canh lá xẻ này, giống cải ngồng xanh này, rau dền khoang này, cải lan hoa vàng này, giống rau đay này, đậu đũa cao sản số 9 này, mướp đắng này, cải ngọt cộng xanh này, giống hạt dưa chuột nếp này, hạt giống đậu đũa hoa sen này, đậu đũa cao sản số 9 này, hồ sao thái dài nhé. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem nha. Các bạn chú ý là bên mình sẽ ship code toàn quốc và phí ship sẽ là 30.000 trên một đơn hàng. Cộng với là bên mình sẽ ship từ 4 gói sản phẩm trở lên. Bạn nào lấy 4 gói sản phẩm thì vui lòng là cái giá sản phẩm của mình sẽ là bị cao hơn một chút, là 25.000 trên một gói sản phẩm. Bạn nào mua combo chọn gói 10 gói sản phẩm thì giá sản phẩm chỉ còn là 19.000 đồng trên một gói sản phẩm, tức là 190.000 cho 10 gói sản phẩm của chúng ta thôi. Và các bạn nào mà muốn đặt hàng thì vui lòng là inbox tên sản phẩm, số lượng sản phẩm, kèm số điện thoại và địa chỉ nhé, gửi vào địa chỉ inbox giúp mình, bởi vì là có nhiều bạn comment trực tiếp trên tường á. Thì những cái bạn mà có nhiều người, người ta sẽ lấy cái thông tin của các bạn và gửi hàng cho các bạn, và không phải là bên mình gửi, dẫn đến cái tình trạng là nhiều khi là các bạn đặt hàng một kiểu nhưng mà người ta lại giao hàng cho bạn, cho các bạn một kiểu. Dẫn đến thì thứ nhất là uy tín của bên mình thì tự nhiên cũng bị ảnh hưởng là một. Thứ hai là khi mà các bạn mua hàng như vậy thì gặp phải trường hợp đấy thì cảm xúc mua hàng của các bạn nó cũng rất là thất vọng ấy. Vì vậy thì mình khuyến khích mọi người là khi mà đặt hàng thì các bạn vui lòng comment, không phải là comment mà các bạn vui lòng inbox số lượng tên sản phẩm này, số lượng sản phẩm, số điện thoại kèm địa chỉ để bên mình tư vấn và hỗ trợ giao hàng cho các bạn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn.